Rồi, xin chào cô chú anh chị ha. Đây là cái khu nhà mà kế bên nó có cái biệt thự nè cô chú anh chị. Kế bên là cái biệt thự ha. Đây cái biệt thự đây. Còn đây thì khách hàng về ở người ta làm cái rổng rào như thế này ha. Thì cô chú anh chị nào mà có đi xem cái khu này rồi á, mà có ưng á, mà chưa có xuống quyết định á, mà còn ý định muốn mua khu này á, thì cứ liên hệ lại em nha. Cứ liên hệ lại em số điện thoại 0796566837 và 0775402882. Thì em sẽ tư vấn cụ thể cho cô chú anh chị về cái tính pháp lý của căn nhà, cũng như là để là cái giá ưu đãi nhất nha cô chú anh chị, giá từ chủ đầu tư nha, giá chưa có qua một cái đơn vị môi giới nào hết. Nếu mà cô chú anh chị mua qua cái đơn vị sàn môi giới á, những bạn mà thường bắt cô chú anh chị rồi ha, dẫn vô đi rồi chở đi xe ô tô hay là đi bất cứ một cái phương tiện gì thì cô chú anh chị lưu ý dùm nha, có thể bị cò dẫn rồi nha, cò dẫn ở khu này rồi nó không có chính xác đó. Còn mình đi là mình đi xem trực tiếp, mình chạy đến tận nơi luôn, mình xem nhà nó sẽ phù hợp hơn, chứ mình không có coi qua trên mạng đâu nha cô chú anh chị. Thì mình để xem trực tiếp căn nhà ưng thì mình mua đó, mua bên em thì sẽ hỗ trợ cho cô chú anh chị được cái giá gốc tận gốc luôn, giá là chủ bán luôn, xem sổ trực tiếp bên em luôn nha, không có qua một đơn vị môi giới nào hết. Còn cô chú anh chị mua qua môi giới thì mua sàn, mua cò thì cái chi phí về sàn nó sẽ cao và sẽ đội cái giá lên nha cô chú anh chị. Cái khu như thế này, khu thì đường xe ô tô, bình thường thì buổi sáng thì xe rất là nhiều và khách người ta dẫn đi xem khu này rất là nhiều nha. Cô chú anh chị nào mà đi xem khu này rồi á, chắc chắn nhìn xa hình dung ra được liền cái khu này luôn. Được liền cái khu này. Khu vực như thế này. Đó, một cái khu như thế này nè, có những cái bộ bàn ngồi như thế này, ngồi tư vấn rồi ha. Đó. Bàn tư vấn. Còn ở đây là khách hàng người ta về người ta xây ha. Ta làm cái mái che đây, đang làm mái che cho người ta ở rồi. Đó, đi thêm đúng cái khu vực này thì cứ liên hệ lại mình nha. Liên hệ lại mình sẽ cho cô chú anh chị đi xem giá gốc luôn. To nha. Rất là đông. Rồi ta ở rồi. Nhiều nhà lắm rồi. Ta về ta ở ha. Rồi cô chú anh chị xin cảm ơn cô chú anh chị đã quan tâm theo dõi và ủng hộ em sản phẩm em thời gian vừa qua nha. Nhớ đăng ký kênh, bấm chuông, bấm like để nhận thêm nhiều video mới từ kênh của em nha cô chú anh chị. Đây, cái căn nhà mẫu như thế này nè. Cô chú anh chị nào đã từng đi xem khu vực này thì cứ liên hệ lại em ha. Đi xem. Nhà gần ủy ban Mỹ Thành Bắc nè. Gần ủy ban Mỹ Thành Bắc. Đó, cái khu này. Hiện tại thì cô chú anh chị đi cỡ nào cũng có về cái khu này nha. Chắc chắn sẽ một lần, nếu mà cô chú anh chị đi xem ở khu vực Mỹ Thành Bắc, Mỹ Thành Nam gần cầu lớn Hóc Môn thì sẽ đi về cái khu này nha. Nên cô chú anh chị nào quan tâm khu này thì cứ liên hệ lại em. Số điện thoại 0796566837, 0775402882 sẽ được mua giá gốc tận chủ đầu tư, không qua một đơn vị môi giới sàn nào hết nha, không qua cò luôn. Đó. Giá rất tốt cho quý cô chú anh chị sở hữu nhà từ 600 đến 850 triệu. Giá nào em cũng bán rẻ nhất cho cô chú anh chị. Chỗ nào rẻ bên em sẽ bán rẻ hơn. Xin cảm ơn cô chú anh chị.